Thưa quý vị, Ramsar là tên gọi của một công ước quốc tế nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý hệ sinh thái đất ngập nước tiêu biểu. Tại khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam là quốc gia đầu tiên tham gia vào công ước Ramsar. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng về thăm khu Ramsar thứ 8 tại Việt Nam và cũng là khu Ramsar thứ 2228 trên thế giới thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang, đó chính là vườn quốc gia U Minh Thượng. Vườn quốc gia U Minh Thượng nằm trong địa giới xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận của huyện U Minh Thượng. Tổng diện tích toàn khu là 21.107 hectare, trong đó vùng lõi chiếm 8.038 hectare, còn vùng đệm là 13.069 hectare. Hiện nay có hai cách đi xuyên rừng, một là theo đường mòn, hai là di chuyển đến các ngóc ngách của rừng bằng giỏ lãi. Vừa đi vừa hít sâu hương rừng bạt ngàn, mùi thơm của hoa tràm và chiêm ngưỡng dòng nước đỏ U Minh rẽ sóng trước mặt sẽ là trải nghiệm đáng nhớ. Màu đỏ là nước rừng U Minh, ta nói rừng U Minh là nước đỏ. Nhưng mà nước đỏ nó do cái quá trình phân hủy của thực vật á, của than bùn á, lâu năm đó, thành ra nó đỏ hồng vậy đó. Đỏ hồng vậy là tới chừng nó có mấy cái lợi thế này. Khi mà tôi đào cái vùng đó để khoanh vùng á thì tôi mới cắt nhiều con kinh ra, làm nhiều cống ra rồi để nước này nó mình khi nó mùa mưa đó mình xả ra để nó chia cho các cái vùng đệm, vì nó nước đó nó mang cả phù sa. Chứ không phải là không, nước nó có lợi lắm, nó vừa mang cá ra giống thủy sản rồi lại là mang phù sa đó bù đắp lại cho cái vùng đệm. Hồi xưa đó ở trong rừng thì có lúc chiến tranh đó thì anh em mình từ miền Bắc tập kết vô Nam đó, đi vào Nam đó, Trường Sơn đó. Thì khi vô trong này ở trong rừng để trú để chuẩn bị quân rồi đó mà, thì mấy ảnh thấy nước đỏ này không dám. Tôi mới nói ảnh, tôi giải thích thì mấy anh bộ đội mình miền Bắc không à, tôi mới nói anh cứ sử dụng đi không sao đâu ha. Nước thì đỏ vậy đó, là bị đỏ vô trọng, đỏ dữ lắm ha. Thì tôi nói là này như cái mỏ nước trà vậy anh ơi. Tôi uống nước cũng nước trà, nấu cơm cũng nước trà, tắm giặt cũng nước trà. Anh cứ sử dụng bình thường. Ngoài vai trò là nguyên giám đốc vườn quốc gia U Minh Thượng, ông Bành Giang Đởm, hay người ta hay gọi là Mười Đởm, được coi là kho tài liệu sống về đất và người U Minh. Khi ông đã có khoảng thời gian rất dài sinh sống và chiến đấu giữa rừng già. Tôi ở đó thì có khai quật một cái vùng mà nó cho là chỗ Kinh Mười đó. Kinh Mười ở Minh Thần thì nó là cái khu đó là người ta cho định vua. Nhưng mà qua nghiên cứu tôi đi học trên đó tôi mới phát hiện người ta gọi định vua không. Thì sau đó mới nhờ tỉnh nè, chỗ Mỹ Hồng á, rồi thêm đồng chí phó giáo sư, tiến sĩ ở thành phố xuống nữa, thì khai quật lên thì đúng ra là nơi đó là cái nơi khu di tích cổ, lò gốm. Và nó có cái thời kỳ từ thứ năm đến thứ bảy, thế kỷ thứ năm thế này, thì thấy rằng cũng là lâu cổ rồi đó. Có con người về đây ở cũng sớm mà có tay nghề làm được cái lò gốm to lớn gì. Thì tôi có hỏi anh
anh giáo sư đó thì phó giáo sư đó thì anh nói rằng cả ở trên thành phố rồi cũng có khai quật có cái này, mà có là cái sản phẩm đi bán đó là của mình làm ra. Hiện nay vườn quốc gia U Minh Thượng có một số hệ sinh thái đặc hữu là rừng tràm hỗn giao mọc trên đất ngập nước, trãn nước và các vùng đất sét với tràm tái sinh trên trầm tích than bùn. Theo sự hướng dẫn của anh cán bộ vườn quốc gia, chúng tôi đến khu trãn nước cây gòn. Thưa quý vị, Thái Anh đang có mặt tại trảng cây gòn trong vườn quốc gia U Minh Thượng. Nơi đây vào năm 2002 đã từng xảy ra một vụ cháy rừng và đã để lại một cái trảng nước rộng ấm áp như thế này. Và ở dưới tầng nước thì hiện tại vẫn còn một lớp trầm tích than bùn đã rất nhiều năm. Còn trên mặt nước thì hệ thủy sinh rất là phát triển với nhiều loại cây như là cây bùn bồn, lục bình, bèo cái, v.v. Và vào thời điểm mà phục vụ khách du lịch thì du khách có thể đến đây để tận hưởng không gian thoáng mát cũng như trải nghiệm loại hình du lịch câu cá giải trí. Do đang bước vào mùa khô nên một số loài thủy sinh có hiện tượng khô và cháy nắng. Hệ thủy sinh này đã tạo nơi cư trú và nguồn thức ăn dưới các tầng nước cho trên 50 loài cá nước ngọt được phát hiện trong vườn quốc gia. Vì nguồn lợi cá nước ngọt dồi dào như thế, nên người dân sinh sống khu vực vùng đệm có thể vào đây câu cá để làm phong phú hơn bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, số lượng cá câu thủ công cũng được giới hạn ở mức cho phép nhằm bảo vệ sự đa dạng các giống cá nước ngọt. Quá hay. Anh yên tâm. Ngoài khu trãn nước thuộc hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng, vườn quốc gia U Minh Thượng còn là hệ sinh thái tràm tái sinh trên trầm tích than bùn với số lượng các loài chim và bò sát phong phú. Máng chim là điểm tập trung hàng chục dạng con chim. Chúng tụ tập thành từng bầy, tạo thành một sân chim giữa mênh mông rừng già. Trên từng thân cây tràm như thế thì có từ 1 đến 4 tổ chim trên đó. Số lượng chim ở đây vừa nhiều về số lượng, vừa phong phú về chủng loại với 188 loài chim. Theo ghi nhận của các tài liệu khoa học, tại vườn quốc gia U Minh Thượng hiện nay có 72 loài động vật và thực vật quý hiếm được ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam 2007 và danh mục đỏ IUCN 2012. Chính vì thế, vườn quốc gia U Minh Thượng còn có hẳn một trung tâm cứu hộ các loài động vật hoang dã từng bị săn bắn hoặc gặp tai nạn ngoài tự nhiên. Tất cả sẽ được đem về đây chăm sóc, chữa trị và nuôi dưỡng đến khi lành lặn hoặc trưởng thành sẽ được thả về lại tự nhiên của rừng U Minh Thượng. Công tác chăm sóc cứu hộ các loài động vật tại nơi này đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của anh Danh Ngọt, một cán bộ vườn quốc gia. Cũng chính vì thế mà chỉ mới hơn 30 tuổi đầu, anh đã hiểu và nắm rõ tập tính của hơn 100 loài động vật đang sống ngoài tự nhiên, cũng như được cứu hộ tại trung tâm. Thưa quý khán giả, hiện tại Thanh đang có mặt tại trung tâm cứu hộ của vườn quốc gia U Minh Thượng và đây chính là chuồng nuôi khỉ đuôi dài. Dạ, em chào anh. Anh Ngọt ơi, hiện tại thì cái số lượng mà khỉ đuôi dài mình đang nuôi nhốt trong chuồng là bao nhiêu con anh? Hiện tại thì số lượng khỉ trong chuồng thì mình là 4 con. Dạ. Nhưng thực tế thì ở ngoài tự nhiên trong khu vườn quốc gia U Minh Thượng này thì nó rất là nhiều. Nó tập tính của nó thì nó sống theo đàn bầy đàn. Khi mà những con nào mà nó không có nhập bầy đàn được thì nó tách riêng ra đàn thì mình mới đem về mình cứu hộ. Yeah. Nó thì loài này thì nó ăn trái cây như là chuối, rồi những loại trái cây chín trong rừng. Tất cả những loại trái cây chín thì nó sẽ ăn hết. Nó đặc biệt nó là cái mình để phân biệt nhân dạng với cái loài khác, là cái đuôi nó dài hơn cái loài của loài khác thôi. Vì cái công việc cứu hộ của anh ở ngoài khỉ đuôi dài thì còn nhiều loài nữa, như vậy thì làm sao mà anh phát hiện được cái loài nào mà mình cần cứu hộ, hoặc là cái công tác mà mình chăm sóc nó như thế nào vậy anh Ngọc?
cái công việc của trung tâm cứu hộ ở đây là mình tiếp nhận những cái thú ở ngoài từ môi trường tự nhiên, từ những cái nguồn kiểm lâm và người dân người ta tự nguyện để giao nộp những thú đã bị bệnh thì mình đem về đây mình cứu hộ, xong thì mình thả về môi trường lại tự nhiên tùy theo cái từng môi trường của nó mà mình thả cho nó đúng cái địa điểm nó sống. Trong khi đó mình trong khi mà nó đem về đây điều trị nó đã bị thương, nhưng mình điều trị nó thì nó cũng có một cái bản năng tự nhiên nó là nó tự vệ. Khi mình điều trị thì nó sẽ bị nó một số vết thương, khi mà nó không tránh được những cái bản năng của nó thì mình sẽ bị vết thương. Thú mà từ bị bệnh mà mình điều trị nó hết bệnh rồi mình thả về môi trường tự nhiên mình rất là mừng. Trong khi đó thì mình nhớ nó hoài. Trước thời điểm dịch Covid-19, vườn quốc gia là một địa điểm du lịch trên đất liền được yêu thích khi du lịch đến Kiên Giang. Thế nhưng trước tác động của đại dịch, vườn quốc gia đã tạm ngừng đón khách từ tháng 3. Kế hoạch hồi sinh du lịch chuẩn bị triển khai vào dịp Tết Nhâm Dần 2022. Thì nói chung nó do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nói chung là toàn cầu. Thì bên cạnh đó thì vườn quốc gia mình cũng có ảnh hưởng, nói chung là từ đầu tháng 3 tới nay thì vườn quốc gia đóng cửa, không có mở đón khách du lịch. Nhưng mà do hiện nay thì theo thích ứng trong tình hình mới, theo cái nghị quyết 138 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả, thì với thứ hai nữa thì theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh phục hồi lại du lịch của tỉnh Kiên Giang mà đặc biệt là khách nội địa, thì với tinh thần đó thì vườn quốc gia cũng nói chung là cũng tiếp thu rồi chấp hành các quy định cũng như là kế hoạch của Ủy ban tỉnh, để cũng có hướng là dự kiến là Tết năm nay thì vườn quốc gia cũng bắt đầu khôi phục lại cái du lịch sinh thái của vườn quốc gia U Minh Thượng trong tình hình mới. Thì khi mà phục hồi lại du lịch của vườn quốc gia thì vườn quốc gia cũng thực hiện theo quy định phòng chống dịch. Thứ nhất là về viên chức của vườn quốc gia thì cũng thực hiện là tốt theo quy định về 5K phòng chống dịch. Thì bên cạnh đó thì cũng có kế hoạch là những người mà trực tiếp hướng dẫn như phục vụ du khách thì cũng tổ chức cho test thường xuyên trong 3 ngày test lần để kiểm soát dịch. Còn về phía khách thì cũng theo quy định thì vườn quốc gia khi mà tiếp khách thì cũng có cái cho khai báo y tế quét mã QR thứ nhất. Thứ hai thì cũng kiểm tra nếu theo quy định thì tuổi thì từ 12 tuổi trở lên thì khi đến vườn quốc gia thì cũng phải có đủ từ 2 liều vaccine trở lên. Trở thành một khu Ramsar quốc tế, vườn quốc gia U Minh Thượng có nhiều cơ hội để quảng bá hình ảnh ở khía cạnh du lịch. Ngoài sự chuẩn bị về con người, hiện nay một số công trình đã và đang được triển khai để đa dạng hóa các loại hình du lịch, phục vụ tốt hơn du khách từ muôn nơi về giới rừng. Còn về các cái dịch vụ thì hiện nay thì vườn quốc gia thì chủ yếu là có hai cái dịch vụ chính. Một là cái xem sinh cảnh rừng tràm trên thân bùn và một số sinh cảnh đất ngập nước theo mùa. Như thứ hai nữa đặc biệt là có cái máng dơi để cho khách có cái nơi mà dơi mà tập trung, để có thành ở đây gọi là cái máng dơi để cho khách tham quan giải trí. Rồi bên cạnh đó cũng có kết hợp với khách đi câu cá, đó là một số loại hình như vậy. Thì hiện nay thì khi mà phục hồi, trước khi phục hồi thì vườn quốc gia cũng có kế hoạch là chuẩn bị phương tiện đưa rước cũng như hướng dẫn dịch vụ đảm bảo an toàn để cho du khách đến tham quan. Thì hiện nay thì vườn quốc gia cũng đã hoàn thành một số công trình là phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng là các cái tuyến bê tông. Nhưng hiện nay thì có một đoạn là từ hồ Hoa Mai mà qua 14 là cái đó là công trình của sở du lịch, là công trình là xây dựng cái tuyến đường để phục vụ du lịch với kết hợp với công tác tuần tra quản lý bảo vệ. Thì hiện nay thì tuyến đường này xây thì chưa hoàn thành, đang trong cái hiện trạng là đang xây dựng.
Thì khi mà tuyến đường này xây dựng xong thì chúng tôi rất thuận lợi. Thứ nhất là có đường để tuần tra bảo vệ rừng. Thứ hai nữa là kết hợp để cho khách đi tour, như là đi tour trên bờ, ví dụ như đi xe đạp điện hoặc là đi xe điện hay là đi lội bộ ngắm cảnh. Ngoài vùng lõi thì vườn quốc gia U Minh Thượng còn vùng đệm có diện tích là 13.069 hectare. Nơi đây đã từng dệt lên biết bao câu chuyện nhà nông U Minh đổi đời nhờ canh tác mía, thanh long, xoài, chuối. Trải qua hàng chục năm sinh sống, bảo vệ vùng đệm, kết hợp với canh tác những mảnh vườn với đủ loại nông sản nhiệt đới đã làm cuộc sống gắn bó với rừng, làm giàu từ rừng càng thêm ý nghĩa. U Minh sẽ mang đến những món quà cây lành trái ngọt nếu con người chịu khó bỏ công lao động, biết bảo vệ và giữ gìn nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên. Thưa quý vị, trải qua một ngày tham quan tại khu Ramsar vườn quốc gia U Minh Thượng, chúng tôi đã cảm nhận được tình yêu với rừng của những con người nơi đây. Từ các cán bộ trong vườn quốc gia đến các nhà nông đang sinh sống và canh tác ở khu vực vùng đệm. Và chắc chắn rằng tình yêu với rừng sẽ là động lực để họ tiếp tục gìn giữ màu xanh bất tận của thiên nhiên, cũng là mái nhà chung của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Và đến đây thì chương trình Quê hương đất nước con người kỳ này cũng xin được khép lại. Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.